Liverpool tiến gần kỷ lục bất bại của AC Milan. Tại giải Ngoại hạng Anh, Liverpool đã có 44 trận bất bại liên tiếp, tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, gồm Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga. Họ chỉ đứng sau kỷ lục 58 trận của AC Milan, 53 trận của Bayern Munich, 49 trận của Arsenal và của Juventus. Với phong độ như hiện nay, Liverpool hoàn toàn có khả năng vượt qua AC Milan. Đội bóng Anh đã thắng 26 trận và hòa 1 trong 27 trận mùa 2019-2020. Nếu không để thua Man City hồi tháng 1 năm 2019, Liverpool đã có 65 trận bất bại liên tục. Điều này cũng cho thấy Man City là đội bóng có tiềm năng nhất trong việc chấm dứt tham vọng kỷ lục của The Reds, nhất là khi còn trận đấu ngày 4 tháng 4 trên sân Etihad. Bên cạnh chuỗi trận bất bại, Liverpool còn trên đường phá kỷ lục 100 điểm trong một mùa Ngoại hạng Anh của chính nửa xanh thành Manchester. Với 79 điểm hiện tại, thầy trò Klopp cần 22 điểm trong 11 trận còn lại. Liverpool cũng đang theo đuổi chức vô địch Cúp C1 Champions League thứ 2 liên tục, điều mà họ từng làm trong thập niên 1970. Nhà đương kim vô địch để thua Atletico 0-1 ở lượt đi vòng 1/8, nhưng còn trận lượt về trên sân nhà Anfield. Cổ động viên Liverpool hả hê với thẻ đỏ của Sergio Ramos. Trong mắt cổ động viên Liverpool, Ramos là kẻ đáng căm ghét nhất. Dù trận đấu giữa Liverpool và Real ở chung kết Champions League mùa giải 2017-2018 đã khép lại từ lâu, người hâm mộ bóng đá thành phố cảng nước Anh vẫn không tha thứ cho pha khóa tay làm Mohamed Salah chấn thương và phải rời sân từ sớm. Vì vậy, cổ động viên Liverpool cảm thấy hả hê khi thấy Ramos nhận thẻ đỏ trước Man City. Số 4 của Real truy cản trái phép với Gabriel Jesus trong thế tiền đạo người Brazil có thể ghi bàn. Sau trận đấu, cổ động viên Liverpool thi nhau châm chọc Ramos. Họ cho rằng ngôi sao người Tây Ban Nha phải nhận nghiệp báo. Ramos chơi tiểu xảo và phải trả giá, một cổ động viên viết. Người khác có quan điểm. Thẻ đỏ cho Ramos. Trang Express trích dẫn bình luận của cổ động viên. Không quan tâm Man City ra sao, nhưng Ramos bị truất quyền thi đấu làm tôi rất hạnh phúc. Những bình luận kể trên cũng là tâm lý chung của người hâm mộ Liverpool. Có cổ động viên còn thừa nhận, xem Real chỉ mong chờ được thấy Ramos nhận thẻ đỏ. Người khác lại bảo, Ramos bị dìm xuống bùn, thật sảng khoái làm sao. Một cổ động viên tiếp tục, tạm biệt nhé Ramos. Lúc này, Ramos đã nhận 26 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Việc bị truất quyền thi đấu trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến Ramos lỡ ngày tái đấu Man City trên nước Anh ở lượt về. Mùa trước, Ramos cũng không thể góp mặt trọn vẹn hai lượt trận cùng Lốt Ban Cốt vì thẻ phạt. Real cũng thua chung cuộc 3 năm trước Ajax tại vòng 1/8 Champions League và trở thành cựu vương. Huấn luyện viên Sarri nổi cơn tăm bành sau thất bại của Juventus. Trong ngày siêu sao Cristiano Ronaldo im hơi lặng tiếng, Juve đã phơi áo trên đất Pháp trước Lyon. Tất nhiên, mọi thứ chưa chấm hết với nhà đương kim vô địch Serie A, bởi họ vẫn còn 90 phút trên sân nhà Allianz để sửa sai. Tuy nhiên, theo dõi trận đấu, người hâm mộ dễ dàng nhận ra Juve đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong cách vận hành lối chơi. Và đây cũng là điều khiến huấn luyện viên Sarri giận dữ. Phát biểu sau trận đấu, cựu thuyền trưởng Chelsea cho hay, trong hiệp 1, chúng tôi luôn chuyển bóng quá chậm. Hiệp 2 đã tốt hơn, nhưng ở Champions League, chừng đó là chưa đủ. Tôi không biết tại sao tôi đã không xoay sở để giúp cho các cầu thủ hiểu cần luôn chuyển bóng nhanh hơn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ đây. Trong buổi tập hôm qua, mọi thứ còn diễn ra nhanh hơn. Tôi tiếp tục bảo với các cầu thủ về việc họ luôn chuyển bóng quá chậm nên sai vị trí. Điều này ngược lại với những gì nên xảy ra. Gần đây, chúng tôi đang làm rất nhiều điều ngược lại với cách chúng tôi thực hiện trên sân tập. Chúng tôi đã thiếu quyết tâm và sự máu lửa khi tấn công và cũng có khoảng 15 phút phòng ngự thiếu tập trung. Juve đã không may mắn để thủng lưới khi De Ligt bị dính chấn thương. Hiệp 2 đã diễn ra tốt hơn, nhưng nói thật, nó không đủ cho một trận đấu ở Champions League. Trong khi đó, trung vệ Bonucci thừa nhận Juventus đã thi đấu với thái độ không tốt nên xứng đáng trắng tay rời sân của Lyon. Có điều gì đó lạ thường, chúng tôi luôn là kẻ đến sau ở mỗi pha bóng. Chúng tôi đã thi đấu yếu kém ở hiệp 1. Trong một vài trận đấu, bạn phải trả giá cho sai lầm nhỏ nhất. Chúng tôi đã quá căng thẳng, không đủ mạnh mẽ và đó là một vấn đề về tâm lý. Chúng tôi nên thức tỉnh sớm hơn, Bonucci cho biết. Hậu vệ Danilo thì nói, chúng tôi đã tặng cho đối thủ hiệp 1 trong một giải đấu quan trọng. Chúng tôi nhận thức được chúng tôi đã làm điều đó và cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
chúng tôi phải luôn chơi với sự hăng hái mà chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2, khi chúng tôi thực tế đã giữ bóng toàn bộ thời gian và thể hiện được sự can đảm, chủ động hơn. Được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về, chúng tôi phải ghi các bàn thắng để đoạt vé đi tiếp. Pep Guardiola, Real có thể lật kèo. Rạng sáng nay 27 tháng 2, Man City xuất sắc ngược dòng hạ Real nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Kevin De Bruyne với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Chiến thắng này giúp Man Xanh nắm lợi thế không hề nhỏ để ghi tên vào vòng tứ kết. Chia sẻ sau chiến tích quật ngã Real của các học trò, huấn luyện viên Pep Guardiola điềm tĩnh nói: "Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong suốt trận đấu. Courtois đã thi đấu thực sự tốt. Nhưng với kinh nghiệm của tôi ở sân chơi này, bạn không thể kiểm soát 90 phút tại Champions League. Chúng tôi đã có một pha cứu thua tuyệt vời từ pha dứt điểm của Benzema và chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ghi bàn thực sự tốt mà hầu hết các đội bóng không làm được ở sân vận động này. Dĩ nhiên, đây là một kết quả tốt. Man City đã không thể ghi được những bàn thắng ở hai trận lượt đi trước đây, trước Liverpool năm 2018 và Tottenham năm 2019, nhưng chúng tôi đã làm được. Khi chúng tôi đang chơi hay nhất, chúng tôi phải nhận bàn thua mà đáng lẽ ra không đáng nhận. Và khi Real đang chơi tốt hơn, chúng tôi lại ghi bàn. Nhưng đó chính là Champions League, đó là bóng đá. Điều quan trọng là cách mà chúng tôi chơi. Chúng tôi đã cố gắng tới đây để giành chiến thắng và đã làm được. Tuy nhiên, đây chỉ là lượt trận đầu tiên thôi, không có 3 điểm hay gì cả. Và nếu có một đội nào có thể lật ngược được thế cờ, thì đó là Real Madrid với kinh nghiệm cùng mọi thứ của họ. Ngoài ra, Pep Guardiola cũng cập nhật thêm thông tin về chấn thương của trung vệ Laporte, người phải sớm rời sân ngay trong hiệp 1. Điều đó đã xảy ra sau 5 tháng chấn thương và sau 4 hoặc 5 trận tái xuất. Ở một trận cầu như này, đòi hỏi rất khắt khe. Chúng tôi đã gặp khó khăn rất nhiều về sự vắng mặt của Aymeric, nhưng Fernandinho đã làm rất tốt. Cùng với John Stones sẽ trở lại và cả Nico Otamendi nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng. Trong khi đó, người hùng của Man City, tiền vệ De Bruyne chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng trong 4 năm chúng tôi ở đây với Pep, đôi khi có một số điều bất ngờ và thậm chí là những cầu thủ không thực sự biết những gì chúng tôi cần làm cho đến khi trận đấu bắt đầu. Trong một trận cầu chất lượng như thế này, đôi khi bạn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng chúng tôi đã chiến đấu thực sự tốt. Đó là một khởi đầu rất tốt cho trận đấu đầu tiên. 15 phút đầu của chúng tôi gặp khó khăn một chút, nhưng bạn phải vượt qua giông bão. Chúng tôi đã bắt đầu hiệp 2 thực sự tốt và bàn thua đến vào thời điểm tồi tệ cho chúng tôi bởi đội bóng đang thi đấu áp đảo vào thời điểm đó. Nhưng phản ứng của chúng tôi rất tuyệt vời. Một bàn thắng đẹp từ Gabriel Jesus và bàn thắng thứ hai của tôi trên chấm 11m là rất quan trọng. Đó là một khởi đầu thực sự tốt cho chúng tôi. Vào ngày 18 tháng 3, Man City sẽ chạm trán Real Madrid trên sân nhà Etihad ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Juninho, không ai ngờ Lyon hạ Juventus. Chúng tôi đã trải qua một buổi tối gần như hoàn hảo, không ai ngờ chúng tôi sẽ đánh bại Juventus. Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng, mà trên hết là hiệp 1 hoàn hảo, Juninho nói. Lyon đánh bại Juventus nhờ bàn duy nhất của Lucas Tosas ở phút thứ 31 trên sân nhà Parc Olympique Lyon này. Sang hiệp 2, đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình và chơi tích cực hơn, nhưng không tạo được sự khác biệt trong khâu tấn công. Trận này, Juventus tung ra tổng cộng 14 cú dứt điểm nhưng không một lần trúng hướng khung thành. Juventus chiến đấu trở lại sau giờ giải lao là lẽ dĩ nhiên vì họ rất mạnh, Juninho nói thêm. Tuy nhiên, họ không tạo được nhiều thay đổi rõ ràng, có lẽ chỉ nổi bật ở một số tình huống của Higuain hay Dybala. Đây là trận lượt đi, nhưng nó cho thấy chúng tôi có đủ chất lượng và tài năng để đua tranh. Chúng tôi muốn tiến xa ở Champions League. Màn trình diễn của Lyon trước Juventus không tương xứng với những gì đội này thể hiện tại League One. Họ hiện đứng thứ 7 với 37 điểm sau 26 trận đấu, kém 28 điểm so với PSG và 7 điểm so với nhóm dự Champions League mùa sau. Vấn đề là tại sao chúng tôi lại không thể duy trì sự tập trung như trận đấu với Juventus cho League One. Nếu chúng tôi có thêm 3 trận thắng trên sân nhà, thì bây giờ chúng tôi đã có một vị trí rất khác trên bảng tổng sắp, Juninho nói thêm. Man City chịu tổn thất nặng ở trận lượt về với Real. Man City đã có một trận đấu vô cùng quả cảm trên sân Bernabeu của Real.
Họ bị đối thủ dẫn trước ở phút thứ 60 nhưng vẫn kiên cường chiến đấu để ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 78 và 83 do công của Gabriel Jesus và Kevin Prainer. Giành chiến thắng trên sân khách ở trận lượt đi là một lợi thế rất lớn cho đoàn quân của Pep Guardiola trước trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, Man xanh sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Aymeric Laporte do tái phát chấn thương đầu gối. Cầu thủ người Pháp đã phải khập khiễng rời sân ở phút thứ 33 để nhường chỗ cho Fernandinho. Hiện chưa rõ chấn thương của anh nặng nhẹ thế nào, nhưng nhiều khả năng không thể góp mặt ở trận lượt về. Laporte dính chấn thương đầu gối hồi tháng 8 năm 2019 và anh chỉ vừa mới trở lại vào tháng 1 năm 2020 trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Sheffield United. Từ đó tới nay, Laporte cũng chỉ mới ra sân thêm 2 trận ở các cuộc đối đầu với West Ham và Leicester City. Việc thiếu vắng Laporte là mất mát lớn cho đoàn quân của Pep Guardiola bởi anh là trung vệ đáng tin cậy nhất thời điểm hiện tại. Nicolas Otamendi chưa bao giờ là sự lựa chọn ưa thích của Pep trong khi John Stones đã sa sút thảm hại. Trong nhiều thời điểm, vị chiến lược gia người Catalan đã phải kéo Fernandinho lùi xuống đá trung vệ nhưng cũng không thực sự xuất sắc. Ngoài việc không có sự phục vụ của Laporte vì chấn thương, Man City cũng sẽ vắng Benjamin Mendy vì nhận đủ thẻ vàng. Điều này có thể khiến nửa xanh thành Manchester gặp nhiều khó khăn nơi hàng thủ trước sức tấn công điên cuồng của Real ở trận lượt về.